là cách để cho các bạn có thể tạo ra một video quảng cáo bán hàng 100% từ AI. Đầu tiên thì các bạn vào ChatGPT và nhờ nó viết cho các bạn một cái kịch bản video quảng cáo bán hàng cho cái sản phẩm của các bạn. Ví dụ như ở đây mình đang nhờ nó viết cho mình cái kịch bản giới thiệu về cuốn sách bí mật.com này. Tiếp theo các bạn vào cho mình cái thằng Pictory.ai này, sau đó các bạn sẽ thấy ở cái giao diện chính của nó có cái phần là script to video thì các bạn sẽ bấm proceed ở đây nhé. Tiếp theo thì các bạn chỉ cần copy paste toàn bộ cái kịch bản mà ChatGPT đã tạo ra cho các bạn và dán vào cái ô này. Dán kịch bản vào rồi thì các bạn sẽ bấm vào nút proceed ở đây để cho nó tiến hành tạo ra video nhá. Sau đó Pictory sẽ cho phép các bạn lựa chọn một trong số những cái template ở đây để tiến hành tạo ra video bán hàng cho các bạn. Các bạn thấy template nào phù hợp với cái sản phẩm của các bạn thì các bạn sẽ bấm vào nút select bên dưới nhé. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái khung hình này và sau đó chúng ta sẽ bấm continue. Sau khi tạo ra video rồi thì các bạn sẽ cần chèn cái phần âm thanh vào, và nếu như các bạn muốn chính cái hiện thân của mình là người phát ra cái âm thanh đó thì các bạn sẽ vào cho mình cái trang web did.com nhé. Trang này sẽ cho phép các bạn tạo ra video giới thiệu sản phẩm từ chính nhân vật hiện thân của các bạn. Các bạn chỉ cần bấm vào nút add ở đây, sau đó tải lên chính ảnh của mình. Sau đó chúng ta sẽ dán cái phần kịch bản vào cái ô bên cạnh ở đây nhé. Sau đó các bạn sẽ chọn ngôn ngữ này và sau đó chúng ta sẽ chọn nhân vật và chất giọng. Cho các bạn nghe thử thành quả này vô cùng ảo diệu luôn nhá. VoiceOver, are you interested in learning the secrets of successful online businesses? Do you want to know how to create a profitable online business from scratch? Cuối cùng thì các bạn chỉ cần tải cái video này về, sau đó chúng ta sẽ sử dụng CapCut để tách nền nó và chúng ta ghép nó vào cái video mà vừa nãy chúng ta tạo ra trên Pictory, là các bạn sẽ có một cái video bán hàng hoàn hảo hiện thân bởi chính các bạn giới thiệu sản phẩm mà các bạn không cần phải xuất hiện.